Nguyên cô xin kính chào tất cả quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hồng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tới ngồi quý vị. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi đang làm chương trình này là đúng vào ngày lễ Halloween. Thì quý vị, ngày lễ Halloween thì người ta cũng theo cái phong tục xưa thì hóa trang đi tiệc tùng. Ngày xưa thì ngày lễ là dành cho trẻ con mà bây giờ sẽ thành người lớn nhiều. Đúng như vậy thưa quý vị, hôm nay thì ở phía đằng trước của văn phòng đài quê hương đó, thì sáng buổi sáng sớm là đã thấy khoảng 9 giờ là đã thấy một nhóm rất là đông, một số quý ông quý bà không còn trẻ nữa, 30 mấy 40 không à thưa quý vị, lớn tuổi rồi mà hóa trang rồi đi lại rồi này kia rồi chơi đùa với nhau, vui vẻ với nhau. Hôm nay một ngày đúng là một ngày vui, không có gì mà rùng rợn, không có gì sợ hãi cả, hóa trang với nhau nhỉ, hóa trang đủ mà kiểu cả cũng dễ thương. Lâu lâu ở trên nước Mỹ này có những ngày như thế này làm cho cái đời sống nó có thú vị hơn. Buổi tối thì thường mấy đứa trẻ nó đi xin kẹo, nhưng mà trong cái xóm của Hoàng Tuấn thì sau này mấy cái năm sau này không còn nữa, bởi vì mấy đứa nhỏ nó lớn hết rồi. Hồi xưa thì con mình còn nhỏ, rồi con hàng xóm, những năm sau này lớn hết. Nên là tại vì cái xóm nó cũng không có nhiều người đó anh. Bây giờ là mấy cháu đi đại học hết, cho nên không còn nữa. Thì nhưng mà người ta cũng dặn dò là đi ra đường. Thứ nhất là thời tiết, thứ hai là dĩ nhiên cũng có những cái chuyện mà nó có không ngờ trước được. Về an toàn đó. Phải cẩn thận. Thì chúng tôi chỉ tản mạn chút xíu. Mình nhớ là mới ở xứ Mỹ này khi Halloween, muốn hóa trang ai thì hóa trang. Như cái thời ông Trump còn làm tổng thống, người ta hóa trang ông Trump. Bây giờ ví dụ như ông Joe Biden đang làm tổng thống thì người ta cũng vẫn hóa trang thành ông, hay là hóa trang thành bà Harris, chuyện bình thường. Chiều hôm qua thì trên cái đài truyền hình họ cũng chiếu cái cảnh mà video đoạn quay vào ông Joe Biden, ông dẫn bà ấy mà hóa trang. Rồi hình như tại sở dĩ chúng tôi nói chuyện đó là buồn cười là mấy năm trước ở Việt Nam á, thì người ta cũng sau này người ta cũng bắt chước những cái phong tục tập cái lễ hội của nước Mỹ, và trong đó có cả Halloween. Có một cậu hóa trang là Bác Hồ thì bị công an mời để làm việc. Thế vì bởi vì đó là vấn đề nhạy cảm. Ở xứ Mỹ mà có hóa trang thì Joe Biden người ta cũng không nghĩ gì cả, nó hóa trang thôi. Nhưng Việt Nam thì người ta lại nghĩ sâu xa hơn. Chứ nói mẹ nói Bác Hồ là ma quỷ à. Thế là cậu mời công an làm việc. Thưa quý vị, cái khác biệt giữa cái chế độ mà dân chủ theo xã hội chủ nghĩa đó với lại tư bản dễ chết, nó khác nhau là chỗ đó. Rồi, đó, bây giờ chúng tôi xin phép Nguyên Khôi bài báo này hôm trước Hoàng Tuấn nó lấy hôm lần trước đó, nhưng mà không có thời giờ. Chúng tôi không nghĩ là cái đây là các ông ấy nhầm. Báo Tuổi Trẻ, dự án tái định cư ở quận 8 lại bán hơn 1.000 căn hộ sai đối tượng. Cái gì đấy, 1.000 căn hộ mà bán sai đối tượng thì đây không phải là một cái điều vô tình, một cái sơ sót được ha. Phục vụ tái định cư có nghĩa là mình lấy đất, mình di dời dân đi để mình làm những công việc công ích thì mình phải cho người ta tái định cư chứ. Phục vụ tái định cư, nhà bị giải tỏa thuộc dự án và việc chỉnh trang di dời nhà ven trên kênh rạch, nhưng dự án tái định cư quận 8 thành phố Hồ Chí Minh lại bán hơn 1.000 căn hộ sai đối tượng. Thưa quý vị, ở quận 8, chà ơi, ở quận 8 thì thưa quý vị, ở quận 8 thì cái vùng này bị sông nó nhiều đó. Kinh trạch nó nhiều. Nhưng mà ý Hoàng Tuấn muốn nhấn mạnh một điều như thế này. Bây giờ bất cứ cái vùng nào mà ở cái vùng Sài Gòn xưa đó, bây giờ gọi là thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chỗ nào đất nó cũng quý cả. Mà tái định cư mà 1.000 căn mà bán sai đối tượng, ví dụ như bán sai 1-2 đối tượng thì nghe nó còn có lý ha. Thưa quý vị, thì người ta, cái tin tức người ta cho biết là đó là dự án tái định cư thuộc khu công viên văn hóa du lịch thể thao phía nam đường Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, do công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng kinh doanh Nhà Vạn Thái làm chủ đầu tư, vừa được thanh tra thành phố Hồ Chí Minh kết luận. Thưa quý vị, chi tiết thì nhiều lắm, nhưng mà ý chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều là như thế này. Khi mà xây dựng tái định cư như thế này, cho dù bất cứ cái công ty nào nó đấu thầu, chuyện đó chúng tôi không cần biết, nhưng mà chắc chắn là phải có sự chấp thuận của nhà nước, của chính quyền, đúng không? Bởi vì tái định cư là cái bổn phận của nhà cầm quyền. Khi mà mình di dời người dân đi để mình làm những công việc công ích cho xã hội, cho đất nước, thì mình có bổn phận mình phải kiếm một cái chỗ khác cho người dân, người ta có một đời sống mới. Nhưng mà cái này là tại sao 1.000 căn mà xây lên
rồi bán sai đối tượng, bán ra những đối tượng mà đáng nhẽ không được hưởng cái quyền lợi đó. À, đấy. Nhiều khi là cũng đúng quy trình nhưng mà nó sai đối tượng, quý vị cũng thông cảm cho. À, tại vì các cán bộ nhà nước thì nói một cách đơn giản, vô tội vạ đó, vô tư đó, là nhiều khi cái trình độ không có, nhiều khi họ bị lộn, họ lầm lẫn thì thôi anh Hoàng Tuấn cũng thông cảm cho. Anh cũng đòi hỏi các cán bộ những cái điều mà nhiều khi vượt quá cái sức hiểu biết, cái kiến thức của họ hay là cái khả năng làm việc của họ. Và thưa anh, trước khi tôi mời anh thì nó có một đoạn nhấn mạnh là theo Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài phục vụ tái định cư cho người dân bị giải tỏa của dự án còn phục vụ mục tiêu chung của Ủy ban Nhân dân về chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp sụp, nhà trên nhà và trên và nằm ở phía trên và ven kênh rạch. À, thưa quý vị, nó không có nhiều, nó chỉ có một khoảng 1.000 thì không đúng lắm, chính xác là 1.064 căn. Sai đối tượng. Chà, những cái đối tượng này mà được người ta bán sai cũng hên. Người dân thường cũng khó mà được sai đó. Khó lắm, khó lắm, yeah. Khó mà. Rồi, bây giờ thì đúng này, chứ không có sai này, thưa quý vị. Thì này mới đây nhất thôi, chừng độ cách đây 1-2 tuần, quý vị đã nghe thấy tên của ông Bùi Văn Cường. Ông ấy là Tổng Thư ký của Quốc hội. Và chính ông người ký một cái quyết định mà đã có họp khẩn cấp đấy để bầu người thay thế cho ông Tô Lâm trong cái chức vụ chủ tịch nước đó. Tại vì trước đó người ta cứ tưởng là ông Tô Lâm sẽ nắm hai chức giống như dài, giống như Trọng ngày xưa. Yeah. Nhưng bất ngờ một ngày nào đó thì có thông cáo của ông Bùi Văn Cường ký là triệu tập Quốc hội để bầu chủ tịch nước. Mới ngày nào mình còn nghe thấy, thì bây giờ thưa quý vị, cái tin mới nhất cho biết là ông Nguyễn Xuân Ký và ông Bùi Văn Cường bị đề nghị kỷ luật. Tổng thư ký Quốc hội nha anh nha. Tức là chủ tịch Quốc hội là nếu mà kể về quyền lực á, là thuộc hàng cao nhất nước. Mà ông này tổng thư ký là ông chỉ sau chủ tịch Quốc hội mà thôi. Mới hôm nào? Mới cái đây hai tuần thôi. Còn ký lệnh này, ký lệnh kia, triệu tập này kia rất là ngoài. Thế mà hôm nay thì bây giờ lại bị đề nghị kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật nguyên Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Kỳ, gọi là ký, và nguyên Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Theo thông cáo phát chiều ngày 29 tháng 10 tại kỳ họp thứ 49 ngày 28-29 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Cái này thì nó có cái công thức sẵn rồi. Quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, lại buông lỏng không chịu nắm chặt chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện một số gói thầu dự án cho công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Tức là dính tới vấn đề khác hả? Vấn đề khác. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chúng tôi tin có một cái danh sách khá dài, gồm có những vị đã bị kỷ luật kỳ này, bị đề nghị kỷ luật. Ông Cường thì sao anh? Ông Cường cũng có liên quan đến cái vụ này, tại vì mắc nối chắc là giới thiệu rồi này kia, bảo đảm rồi này kia. Thì mặc dù ông ấy không phải là đảng ủy, nhưng mà ông có nhiều khi có bà con anh em thì nó cũng khó nói ra. Mà sao nó cái liên lụy như thế ha? Yeah. Cán bộ cấp nhỏ, ví dụ như ở cấp nhỏ, nhiều khi ý thức về chính trị, về đạo đức cách mạng nó kém. Yeah. Thì nó vi phạm. Còn cán bộ cấp cao thuộc về trung ương, đâu có phải giỡn đâu. Nhưng tại sao nó cứ vi văn phạm mà phạm văn vi. mà thưa quý vị, đây là những cái vụ như thế này ta đã điều tra từ lâu rồi. Những vụ này xảy ra trong 1-2 năm rồi, mà cho đến cái 2 tuần còn để cho những vụ quan nhọc như thế. Mà chúng tôi nghe nói là hồi trước anh Hoàng Tuấn hay nói là công an của mình ấy, là rất là nhạy, một trong những cái lực lượng điều tra mà sắc bén mà nhanh chóng nhất thế giới, phải không? Nhanh nhất là. Mà tại sao những cái vụ này cứ để điều tra nó cứ xảy ra hoài mà sao để kéo dài từ năm này qua năm khác như vậy? Làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Thưa quý vị, thì hôm nay tỉnh này, rồi cũng tới tỉnh khác. Hôm nay thì ông Tổng Thư ký Quốc hội, mai thì bà Phó Tổng Thư ký, cái chuyện đó là chuyện nó bình thường. Hôm nay thì ông tỉnh ủy này, mai thì ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân khác, đại khái là như vậy. Thì tỉnh nào cũng có, nơi nào cũng có, đảng chỗ nào cũng bằng nhau hết á.
không có đã tỉnh nào chịu thua tỉnh nào về cái chuyện làm ăn. Đây là phong trào mà anh, thi đua mà. Bây giờ Việt Nam nó gọi là đu trend. Cái thứ hai nữa thì quý vị, Việt Nam mà cái gì này cũng thống nhất. Thống nhất. Cho nên là đã thống nhất thì tỉnh nào cũng phải giống tỉnh nào. Thưa quý vị, mấy ông nếu mà mấy ông cán bộ này mà đặt tên như ông Phạm Văn Vi, ông Phạm Văn Cang là kia đó, thì ông mà sang Mỹ là cái gì? À, xin lỗi quý vị, cái vụ cái ông trước á, cái ông tỉnh Mỹ đó thì là tỉnh Quảng Ninh, còn ông Bùi Văn Cường là cũng cái tội đó, cũng cái lỗi đó, nhưng mà liên quan đến cái vụ ở nhiệm kỳ ở tỉnh Đắk Lắk, cái luật ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 thì đại khái là như vậy. Các tỉnh mà nếu tỉnh thì người ta sẽ thắc mắc là, nếu ông Quảng Ninh cũng sẽ thắc mắc là tại sao Đắk Lắk làm được, ăn được, chia được, lấy tiền được, bỏ túi được mà tôi không được, đâu có bằng đâu, ai theo thưa quý vị. Hôm trước chúng tôi có nói về cái chuyện mà thủ tướng bảo rằng là năm 2025 đó là phải về đích. Thì chúng tôi không biết là nó về đích nào, nhưng mà có bài báo này, gần 30 năm mắc kẹt với dự án đô thị cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, 30 năm nha quý vị, được định hình là dự án đô thị cao cấp, sau gần 30 năm dự án xin việc ở huyện Bình Chánh chỉ là bãi đất trống, nhà cửa lụp sụp, ảnh hưởng khoảng 700 hộ dân. Tức là 700 hộ dân nằm trong cái khu này, thì người ta, đây là cái dự án đô thị cao cấp mà, thì người ta không cho người dân làm cái gì cả, bởi vì đây nó sẽ nên thành dự án đô thị cao cấp. Và thưa quý vị, 30 năm rồi. Giữa trưa, căn nhà vách gỗ lợp tôn cất trên mảnh đất hơn 200 m² của ông Đặng Văn Sáu, 64 tuổi, tức là lúc đó ông mới có 34 thôi, bây giờ 64 tuổi, ở mặt tiền đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, nóng hầm hập lô đất thuộc diện giải tỏa để làm dự án khu đô thị xin việc, nên ngôi nhà gần 70 m² của ông không thể xây kiên cố mà chỉ dựng tạm bợ sửa chấp vá gần 30 năm qua. Tức là bây giờ đó, người ta muốn làm cái nhà để người ta ở, quý vị không cho, không được, cái này là để một cái khu làm cái dự án xây dựng cái gì đó cao cấp, xin việc. Nhưng mà thưa quý vị, mà người ta cứ nói sẽ xây 30 năm rồi, thưa quý vị, có hình ảnh rõ ràng chứ không phải là chúng tôi. Thưa quý vị, bây giờ là người dân nó suốt mấy chục năm qua, gia đình tôi ở nhà tạm bợ không xây cất được, bây giờ bồi thường, người ta có bồi thường mà bồi thường số tiền giống như là nó chả bỏ bèn vào đâu cả, phải có được xây cất đâu, thì bây giờ đi đâu mà ở nữa đó. Rồi có một người là bà Huỳnh Thị Bé, 71 tuổi, cùng 4 người thân phải sống trong cảnh khó khăn. Căn nhà cấp 4 mua bằng giấy tay từ năm 99 vẫn nguyên hiện trạng do thuộc diện giải tỏa. Trong nhà ẩm thấp, trời mưa bị dột nhưng chỉ sửa tạm thời. Mỗi khi làm bà mất nhiều thời gian xin phép địa phương nhưng chỉ được gia cố mái tôn và vách gỗ. Nghĩa là 30 năm như thế, người dân sống trong cái cảnh chờ nhà đợi của mình chờ đợi. Mà thưa quý vị, 30 năm rồi mà cái công trình để thoát cảnh sống tạm bợ, bà Bé mong muốn địa phương sớm xác định lại thời gian triển khai dự án. Tại vì nếu mà không làm dự án, cái dự án mà không khởi công á, thì người ta không có để tiền nhà, mà không để tiền nhà thì không đi đâu được, mà không xây dựng được, mà cứ ở trong cái cảnh mà khó khăn như vậy. Và lo thưa với anh là trước khi chúng ta tạm ngưng phần 1 thì có một cái đoạn này nè. Nhiều năm trước khi nhận quyết định bồi thường khoảng 70 triệu đồng để di dời, bà cảm thấy hụt hẫng bởi vì mức này không đủ để làm gì cả. Thời điểm đó, nhiều hộ gần nhà bà cũng được bồi thường tương tự. Một số nhà đồng ý để di dời nhưng đến nay 6 năm vẫn chưa nhận được tiền. quý vị thấy, một cái hoàn cảnh, xin lỗi quý vị, nó một cái cách làm việc rất là tồi tệ. Một cái cách lãnh đạo đất nước mà nó tồi kinh khủng. Bây giờ bồi thường 70 triệu thì ít quá người ta không có chịu đi. Bây giờ có những người đồng ý đi đó, thì 6 năm này cũng không có tiền. Và treo người ta 30 năm như thế. Thế thì quý vị, 30 năm, từ năm 70, từ năm 54 tới 75 là có 21 năm. Mà người ta treo cái này 30 năm. Mà ông Thủ tướng thì ông bảo 25 là về đến đích, thì tôi chả biết đích nào. Tôi tạm ngưng phần 1. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2. Nhiều trăm năm qua, nấm chaga đã được người dân các xứ lạnh miền Bắc Cực sử dụng, giúp kích hoạt tế bào bạch huyết cầu, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống virus, chống nhiễm trùng, giúp ngăn ngừa các loại ung thư, chống lão hóa, giữ trí óc luôn minh mẫn, sáng suốt, để phòng ngừa chứng đáng trí hay quên. Nấm chaga xuất xứ từ Canada do công ty Simply Natural điều chế tại Hoa Kỳ theo quy trình của FDA, thành các gói nhỏ, gọn, nhẹ, tiện lợi,
dễ sử dụng. Khi dùng, chỉ cần bỏ gói nấm cha gà vào nước sôi để chừng 2-3 phút. Nấm cha gà Canada của Simply Natural được bán trên Amazon cũng như Đài Quê Hương. Mỗi hộp 15 gói giá chỉ có 10 đồng. Mua từ 10 hộp trở lên sẽ được free shipping. Đài Quê Hương địa chỉ 1580 Oakland Road, phòng C204, San Jose, California 95131, điện thoại 408-645-5575, 408-645-5575 hoặc 408-859-2416. Dùng nấm cha gà đều đặn mỗi ngày để phòng bệnh tật, tăng năng lượng, sống tráng kiện, minh mẫn, yêu đời. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại Đài Quê Hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho Đài Quê Hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình 30 năm đời ta có đảng. Tôi nhớ hồi sau năm 75 là cái bao nhiêu, tức là kỷ niệm bao nhiêu năm, năm là cái 30 năm, 40 năm, năm lúc nào cũng đời ta có đảng cả. Giá mà đời ta đừng có đảng thì đỡ quá. Và cái vụ mà cái khu này đó, cái khu mà nó là bị mắc kẹt 30 năm này đó anh, thì nó cũng có dính tới bà Trương Mỹ Lan. Mà dính tới bà Trương Mỹ Lan thì nó lại dính tới nhiều. Nó nhiều tới cán bộ cấp này, cấp kia, cấp nọ. Thì quý vị đấy, vì thấy được cái chuyện là đảng á, các ông hôm trước anh nhớ là trong mấy ông mà họp hành và có nói là cái đường lối chủ trương của đảng là một cái chính quyền do dân vì dân, tất cả về hạnh phúc nhân dân, hạnh phúc nhân dân mà 30 năm trong cái mái nhà tôn công cho sửa, bồi thường không đủ, những người đồng ý di dời thì không có tiền. Rồi cái này, bây giờ cái này mới... Tức là đồng ý di dời rồi đó, thỏa thuận giá cả rồi đó, mà 6 năm vẫn chưa nhận được tiền. Thì tức là bây giờ người ta đi ra thì muốn sống đâu là sống, nhà nước không cần biết. Để nhận tiền, đồng ý rồi mà, đồng ý đi ra rồi mà. Bây giờ thôi mình chuyển qua cái chuyện về dân số đi anh. Chúng tôi là... già hóa hay trẻ hóa? Bây giờ Việt Nam người ta nói là phải khuyến khích sanh. Thế là bởi vì thiếu nhân lực. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề xuất bỏ quy định đảng viên sinh con thứ 3 nhằm thay đổi quan điểm về chính sách dân số nâng cao tỷ suất sinh. Tức là ngày 2017 đó thì người ta mà ban hành một cái quyết định là nếu đảng viên mà sinh con thứ 3 đó thì sẽ bị kỷ luật, tức là chỉ có 2 con thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ tới cái hoàn cảnh, cái bối cảnh hiện tại thì nó là bây giờ thiếu lao động, bây giờ phải khuyến khích sinh. Có một giai đoạn nào đó đất nước mình trong hoàn cảnh nào đó thì đã
khuyến khích người ta ngừa thai hoặc là còn thậm chí còn phá thai nữa để mà giảm cái vấn đề mà sinh sản đi, tại vì sợ nó bị nạn nhân mãn đông dân quá. Bây giờ thì lại đu trend theo cái trend của thế giới là bây giờ phải tìm cách để khuyến khích người dân sinh sản nhiều hơn. Tại vì như thế này, anh ông Phạm Đức Ân, ông là chủ tịch hội đồng thành viên ngân hàng Agribank á, ông đồng tình là mức sinh suy giảm là vấn đề dài hạn của Việt Nam, và ông nói là ở xã hội bên Nhật đó, ảnh hưởng giúp bên Nhật á, là một bài học nhãn tiền cho Việt Nam, có nhà máy sản xuất tả cho trẻ em, bây giờ chuyển sang làm tả cho người lớn, cho nên em nói là bây giờ phải khuyến khích sinh sản. Nhưng mà chúng tôi đề nghị như thế này, cái ai mà đưa cái đề nghị mà cái quyết định mà cán bộ đảng viên mà sanh con thứ ba mà phạt á, là cái điều đó là rất là sai. Dân á đẻ ra đứa người thứ ba phạt thì được, cán bộ đảng viên thì cứ cho đẻ thoải mái. Sao vậy? Lý do là bởi vì con của cán bộ, con của lãnh đạo mà lại tiếp tục làm lãnh đạo, nó là hồng phúc của dân tộc. Cho nên chúng ta cứ để cho đảng viên đẻ thoải mái. Thì đảng viên cha, đảng viên mẹ sẽ nó sẽ có đảng viên con. Và khi mà bố làm lãnh đạo, mẹ làm lãnh đạo, con cũng tiếp tục làm lãnh đạo nữa, thì đó là cái hồng phúc của dân tộc, thì đất nước chúng ta bay lên tới trời luôn chứ nó ra tới biển. Báo VN Express, 9 người liên quan tham nhũng trốn ra nước ngoài đã bị bắt. Từ đầu năm đến nay, nhà chức trách đã vận động truy bắt được 9 người liên quan đến các vụ án tham nhũng tiêu cực mà bỏ trốn ra nước ngoài, đang kêu gọi các trường hợp khác ra đầu thú. Chiều 30 tháng 10, ông Đặng Văn Dũng, Phó Ban Nội chính Trung ương đã cho biết nội dung trên tại cuộc họp báo công bố kết quả họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Danh tính người liên quan chưa được công bố. Cái điều mà người ta nói là có 9 người bắt, tức là đã bắt được 9 người rồi. Thì người ta cũng biết đã bắt được rồi, thì mình biết tên tuổi người đó, và những cái cán bộ này đâu có gì đâu mà phải giấu tên họ hay là phải giữ kín tên tuổi của họ đâu. Thế mà giờ này vẫn chưa công bố. Người ta có nhiều dân cũng đang thắc mắc là sao 9 người này là ai, họ phạm tội gì, tham nhũng như thế nào. Thưa quý vị, xin quý vị cũng thông cảm cho, nhất là người dân trong nước, cứ chờ đi. Chúng là cần nhà nước muốn thì nhà nước công bố, còn nếu mà nhà nước không muốn thì nhà nước không công bố, làm gì được nhau. Nói thẳng là như vậy. Các ông làm đấy, các ông giấu đấy, làm gì được các ông. Tại Việt Nam anh nhớ là có những cái phiên tòa là xử công khai, nhưng mà không cho dân vô, không cho ai cả. Thì thưa quý vị, lý do là tại vì xin quý vị cũng phải thông cảm cho, người dân trong nước cũng phải thông cảm, đừng có đòi hỏi nhiều quá. Ở cái chỗ là bây giờ mà công bố nó lòi ra, nó lòi anh A, chứ bây giờ anh A, B, C, D, E, F gì đó, 9 anh, 9 anh hay là 8 anh với 1 chị, nó lại dính đến 9, một anh nó đến 9, đến 9 anh khác, cái anh ở trong, cái anh mà ở ngoài bị bắt về, nó dính, để nó trốn đi luôn á, thì nó êm. Bây giờ mà bắt đó, nó lại khai ra, nó lại ra 9 anh nữa thì có phải là 9981 không? Nguy hiểm. Nhưng mà nó cán bộ đâu mà làm việc. Nó cũng căng cái vấn đề này nữa. Ví dụ như tôi là thanh tra, thì tôi làm việc, viết 9 người trốn là ai, trong đó có thằng em tôi trong đó, có ông chú tôi trong đó, cái đứa cháu bạn tôi trong đó. Đấy, nó cũng căng. Mà nhiều khi là cấp trên của tôi trong đó, cấp trên ngày xưa của tôi trong đó hay sao. Nhiều khi có những cái nó thuộc về cái dạng mà bí mật nhà nước, bí mật quốc phòng, không thể tiết lộ được. Báo chí đăng như vậy, những cái tự nhiên thòng cái câu mà danh tính người liên quan chưa được công bố, không cần cái câu này trong đấy. Cái đó là cái tính nhân văn. Việt Nam bây giờ là báo chí không cần văn. Không cần cái hàng chữ này. Báo chí cứ đăng tin nào mà bên cấp trên đưa xuống là cứ viết thành cái bản tin rồi đăng thôi. Còn nếu mà có tên hay chưa được công bố tên, không cần phải nói ra. Nói như thế này, báo chí đăng như thế này, đề nghị cái anh VN Express thì cái người chủ biên đó là phải chịu trách nhiệm về cái câu thừa này. Tại vì nó tạo sự hoang mang cho người dân. Đọc tới đây người ta sẽ hỏi ngay, thà là anh đừng nói là chưa được công bố đi, anh cứ nói 9 người rồi, anh không nói gì cả. Thì người dân nhiều khi người ta đọc lướt qua rồi, 9 người, hôm nào nó cũng bắt 9 người, 9 người ăn thua gì, nó tham nhũng cả 1000 đứa mà giờ nó bắt 9 người thì ăn thua gì, ta đâu khe đâu, ta đâu quan tâm đâu. Nhưng mà anh tự nhiên anh nói là tên tuổi chưa được công bố làm cho người dân ta hoang mang. Tại sao người ta sẽ câu hỏi? Anh, thưa anh, cái cách làm việc của báo chí người ta cũng tính toán kỹ lắm. Sao? Bởi vì nếu không đăng câu đó đó, thì người ta cứ hỏi, ủa chính người đó là ai? Thì nhất. Thì người ta cứ hỏi. Thì người ta nói như thế để khỏi hỏi. Đúng không? Tại vì ví dụ như người ta nói, bạn hãy là người đầu tiên có bình luận. Người ta nói, ủa chứ sao không nói? Thì đưa câu đó ra là thôi.
đã nói rồi, đừng có hỏi nữa. Đúng rồi, chính quyền họ đã, nhà nước, đảng đã tập cho dân chúng quen cái thói quen không thắc mắc nhiều. Đảng muốn cho dân biết điều gì thì dân biết điều đó. Đảng muốn cho dân biết tới đâu thì dân biết tới đó. Đảng không muốn cho dân biết thì dân đừng lên biết, nó chỉ có thiệt hại cho mình thôi. Tập cho dân mấy chục năm nay nó quen sống cảnh đó rồi. Cho nên những anh nhà báo anh viết những câu ấm ơ như thế này theo tôi là không được đâu đó. Tôi mà làm, tôi là người có trách nhiệm là tôi anh nên nhớ là liền. An toàn là bạn, tai nạn là thù. Không viết cái câu đó ra nhiều khi phiền. Cái ủy báo chí Việt Nam mà đó, nó là báo chí phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho quần chúng. Nhưng mà nhân dân quần chúng muốn biết thì không nói. Quý vị cũng thông cảm, chúng tôi thì rất hiểu chứ. À, có những phóng viên nhà báo vì cái công ăn việc làm, nhiều khi cái chén cơm manh áo ra thì phải làm. Chúng tôi biết có những người người ta không có hài lòng lắm với cái công việc, nhưng mà người ta phải làm. Và có nhiều khi người ta cũng không có, có thể như có những phóng viên người ta không đồng ý với cách làm việc của ông tổng biên tập, nhưng mà người ta phải theo. Bởi vì nếu không theo thì không có cái công ăn việc làm, cho nên là nhiều khi cũng phải nín thở qua sông. Chúng tôi cũng thông cảm, anh cũng đừng khó khăn quá. Thì bây giờ đây một vấn đề khác nữa, tôi cũng đề nghị là bà con đừng, đảng và nhà nước cũng đừng có quá khó khăn. Báo Dân Trí bắt giam đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tổ chức cá độ và bán số đề trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu 24. Nguyễn Minh Tuấn, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Bến Tre, đã cùng vợ tổ chức cá độ và bán số đề với lượng giao dịch hàng tỷ đồng. Bây giờ ngày 24 tháng 10 thì công an Bến Tre điều tra, cũng không có nhiều, có 1.800 tỷ thôi. Wow. Công an tỉnh này cùng các lực lượng của Bộ Công an đã khởi tố bắt giam Nguyễn Minh Tuấn, 47 tuổi, ở huyện Vòng Trôm, Bến Tre, giám đốc một doanh nghiệp, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Thì quý vị, thì bây giờ quý vị cũng thông cảm. Theo chúng tôi nghĩ như nè, cán bộ thì cũng là con người thôi. Mà bây giờ là Hội đồng Nhân dân xã thì thưa quý vị chắc cũng chả ăn uống được bao nhiêu. Ví dụ như cỡ mà cấp bộ hay là cỡ cấp tỉnh, bộ trưởng huyện, là huyện trở lên hay là mấy ông chỗ này kia, Hội đồng Nhân đại biểu, mà đại biểu Hội đồng Nhân dân nữa thì cũng đâu có lương lời bao nhiêu đó, cái gì mà ăn. Thì thôi thì cũng là cho ta kiếm ăn, cho ta kiếm ăn tí, cho ta cái đường sống. Nhưng mà anh này giỏi đó. Sao anh là cùng vợ tổ chức cá độ và bán số đề, mà tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Wow, đồng vợ đồng chồng mà. Ôi, 1.800 tỷ, giờ tôi coi đúng rồi, tôi tưởng là 1.8 tỷ, không phải, người ta đề ra 1.800 tỷ. Thì thôi, bây giờ thì người ta cũng là người thường, cũng cho người ta làm ăn tí. Thì bây giờ mình khai thác chất xám đi. Anh này giỏi quá, bây giờ mình đưa vô làm cán bộ, mình đưa vô những cái thời mà kinh doanh á, đúng không? Bởi vì quý vị thấy cán bộ nhà nước làm đâu nó lộ đó, làm đâu nó lộ đó, mà anh này thì giỏi quá. Hội đồng Nhân dân xã mình cũng kém 1.800 tỷ, hay quá. Tình cờ tôi đọc một cái trang web ở trong nước đó, anh tôi thấy quảng cáo của Việt Loto đó. Thì cái mẫu mà ghi cái ghi số đó, mua sổ số đó, theo như kiểu bên Mỹ này đó, lottery bên này, thì giống hệt cái mẫu bên này, tức là họ làm rất là tân tiến và rất đẹp, là văn minh, đẹp, và họ cũng theo cái hình thức sổ số như vậy. Thì tôi chợt nghĩ một điều là chắc có một cái kỷ lục mà Việt Nam giữ được mà nhà nước không nói ra. Đó là kỷ lục về vấn đề sổ số. Chắc tôi nghĩ chắc không có một cái quốc gia trên thế giới nào mà có nhiều sổ số như Việt Nam. Tỉnh nào cũng có. Tỉnh nào cũng có. Và không, và theo ngày xưa đó, một tuần cả quốc gia sổ số kiến thiết quốc gia có một lần mà thôi. Tôi nghe nói là bây giờ có tỉnh nào cũng có, mà nhiều khi tỉnh có tỉnh 2-3 lần nữa, tuần nó thì không mua trong nước, nghe nói vậy thôi, mà người ta than phiền, dân ta than phiền nhiều quá. Bây giờ thì người ta sống đời sống nó chắc là về tương lai nó không được bảo đảm đấy, cho nên là người ta chống nhờ vào rủi may nhiều. Nói như kiểu của anh là hên xui. Mà theo tôi thì tôi đánh giá cao. Sao đánh giá cao về cái năng lực của anh này. Là bởi vì làm ra lời nhiều quá phải. Tức là số tiền như thế, và đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2023, có hơn 30 đại lý. Quý vị thấy hay không? Cho nên là nếu vì như là nói đá banh nó vui chứ, Việt Nam người ta la hét rồi thì thôi, anh cũng phục vụ cho quần chúng mà. Thì bây giờ thì thôi, chúng tôi đề nghị phải cách nào anh vô một cái tổ chức nào đó. Để chứ còn cán bộ, anh thấy cán bộ đảng viên làm các cơ quan của nhà, cái xí nghiệp của nhà nước á, là cái thua lỗ không? Thua lỗ không? Mà anh này thì giỏi quá, thì chúng tôi là đánh giá cao. Đánh giá cao năng lực của anh này.
Cựu bí thư Bắc Ninh, báo VnExpress nói rằng vụ án là bài học cảnh tỉnh cho cán bộ đương chức. Từ bào chữa, cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói vụ án là bài học đau xót cho mình và cảnh tỉnh các cán bộ đương chức là không nên nể nang để phải ân hận suốt đời. Thưa quý vị, không phải là nể nang gì, không phải là thí dụ như anh Hoàng Tuấn là bạn Nguyễn Khôi, để anh Hoàng Tuấn mình đến đây tôi phải nể anh quá, tôi làm chuyện này cho anh, cho anh trúng thầu lô này lô kia, hay là để cho anh làm việc này việc kia vân vân, không phải nể nang. Cái làm ăn mà nể nang cái gì, có giá cả đàng hoàng, có chia 30% có số nha, có định mức đàng hoàng, có quy trình đàng hoàng nha, chứ không phải mà trả 25% không có được à, phải 30% đâu đó đàng hoàng, có giá cả đàng hoàng, chẳng có nể nang gì hết. Nể nang thì nó nghe có vẻ nhân văn, tại vì tôi nể anh, không có nể, nể cái con khỉ không có tiền nể không, bây giờ gái đông nào nể không. Ông Chiến bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn thống nhất việc phân chia tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp trúng thầu trái pháp luật, nâng khống giá thiết bị y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng. Đổi lại thì ông được các doanh nghiệp cảm ơn 14 tỷ đồng. Trong số này tiền hối lộ được xác định là 4 tỷ đồng. Nhà cảm ơn là 14 tỷ đồng. Tức là 1/3 đó, 30% đó, là khoảng đó. Có giá cả hết thưa quý vị, không phải mà dễ dàng mà được, mà không phải nể nang gì đâu thưa quý vị. Nó ăn và nó có định mức và nó chia nhau và nó có tính toán rất là kỹ lưỡng, nhìn trước nhìn sau, ăn là nó cứ ăn thôi. Mà một thưa quý vị, nó ăn, đây là mình khai nha, nó ăn 14 tỷ đồng và bây giờ trong số này tiền hối lộ, bây giờ mình đưa tòa với tiền hối lộ thì nó chỉ để lại có 4 tỷ đồng thôi, nó còn được 10 tỷ đồng. Tôi hỏi anh chứ mấy ông quan chức cỡ đó, học hành thì không có bao nhiêu, trình độ chuyên môn thì không có cái gì hết, không có một cái năng lực gì hết. Đi xin lỗi, nếu mà không làm cán bộ như thế này, không làm đảng viên, không nắm chức vụ này, được cầm đất bà là không có xin lỗi không. Lấy cái gì mà làm mà ăn mà kiếm được cái số tiền đó thưa quý vị. Những cái tay này thì nó chẳng có cái năng lực gì hết á, ai biết rồi. Vùng đất thì giờ nó cạp ghê lắm. Đó. Thì thôi thưa quý vị thôi. Mỗi người có mỗi cái phần số, và cái số là được làm cán bộ. Con cán bộ mà làm lãnh, con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc, đó là cái số. Là cái số đó là như thế nha. Đừng có nể nang, đừng có nể nang gì cả. Bây giờ trong cái điều luật của đảng đấy, cái điều luật là điều lệ mà quy định các đảng viên làm việc á, phải thêm một cái cấm nữa là cấm nể nang. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.